gần cái tảng đá rồi nhưng mà tảng đá dưới đi vài bậc đầu tới từ trên chùa xuống dưới này nó khoảng 20-30 bậc thang là tới tảng đá. Đây chính là tảng đá của bạn. Theo dân gian kể thì tảng đá này là không di rời được. Rất là linh thiêng, coi như là long mạch rồi. Thì nhìn phía lộ thiên thì nó nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng có thể là ăn sâu dưới lòng đất là không thể di rời được, coi như là long mạch của núi thôi. Trên là bậc thang lên, đây là đường xuống, quanh đây cây rất còn là nhiều, còn tới.